Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình. Hôm nay mình sẽ xin nói đến với các bạn là một cái khái niệm trong kinh tế, đó là từ giá kim tới khoa học. Thì cái phương pháp khởi nghiệp ấy, mà nó sẽ thu gọn được cái tái nhận thức từ những nỗ lực của một công ty khởi nghiệp, như là những thử nghiệm mà chiến thuật để thấy được cái điểm nào là xuất sắc, điểm nào là điên rồ. Một thử nghiệm đích thực phải theo phương pháp khoa học, nó bắt đầu từ một giả thuyết rõ ràng, tiên liệu về điều sẽ xảy ra, sau đó nó mới kiểm tra các tiên liệu đó bằng các thử nghiệm. Cũng như thí nghiệm khoa học được bắt đầu bằng những lý thuyết, thí nghiệm khởi nghiệp được dẫn đường bằng cái tầm nhìn khởi nghiệp. Mục tiêu của mọi cuộc thử nghiệm khởi nghiệp là khám phá cách làm thế nào để xây dựng một công ty vững vàng trên nền tảng tầm nhìn đó. Cái yếu tố đầu tiên các bạn cần phải nghĩ đến đó là nghĩ lớn, khởi đầu nhỏ. Ví dụ như là Jetbo là một cái cửa hàng bán giày online lớn nhất thế giới. Doanh số ròng hàng năm thì vượt quá 1 tỷ đô. Nó biết tới như là một trong những công ty thương mại điện tử thành công nhất, thân thiện với khách hàng nhất trên thế giới. Nhưng nó không hề khởi đầu theo hướng này. Người sáng lập Nick đã rất phẫn nộ vì không có website trực tuyến trung tâm nào có thể có số lượng giày thật lớn. Ông hình dung ra một giải pháp bán lẻ mới, ưu việt hơn. Và Nick đã lẽ ra phải chờ rất lâu thử nghiệm toàn bộ ý tưởng của mình, với nào là nhà xưởng, đối tác cung cấp, nào là lời hứa hẹn gửi doanh thu khủng. Có rất nhiều nhà tiên phong về thương mại điện tử làm chính sách như vậy, bao gồm cả những công ty thất bại vĩ đại như là Webvan hay Bet.com. Thay vào đó, ông bắt đầu bằng cách là chạy một cái thử nghiệm. Giả thuyết của ông với khách hàng là sẵn sàng và tình nguyện mua giày trực tuyến. Để kiểm tra, ông bắt đầu bằng cách là hỏi các tiệm giày địa phương liệu mình có thể chụp hình kho hàng của họ hay không. Đổi lại sự cho phép chụp hình, ông sẽ đưa các bức ảnh lên mạng và quay lại mua giày của họ đúng giá niêm yết nếu khách hàng chịu mua online. Jetbo ban đầu chỉ là một cái sản phẩm đơn giản nhỏ xíu thôi. Nó được thiết kế để trả lời một câu hỏi tối thượng là liệu đã có đầy đủ nhu cầu về trải nghiệm mua giày trực tuyến chất lượng cao hay không. Tuy nhiên, thử nghiệm được thiết kế tốt như kiểu vừa nêu lên Jetbo đã làm nhiều hơn là việc chỉ thử nghiệm một góc độ độc lập trong cái bản dự án kinh doanh. Trong lúc kiểm nghiệm phỏng đoán đầu tiên, họ đồng thời kiểm nghiệm nhiều phỏng đoán khác nữa. Để bán giày, Jetbo đã phải tương tác với khách hàng, nhận thanh toán, xử lý nguồn tiền vào và đối mặt với việc hỗ trợ khách hàng. Từ nghiên cứu thị trường, họ đã quyết định đây sẽ là sự khác biệt. Nếu Jetbo dựa vào nghiên cứu thị trường sẵn có hay là làm khảo sát, thì họ sẽ phải hỏi khách hàng muốn gì. Thay vào đó, bằng cách xây dựng một sản phẩm, công ty sẽ học được rất nhiều điều. Thứ nhất, họ có nhiều dữ liệu chính xác về nhu cầu khách hàng vì quan sát trực tiếp hành vi của khách hàng thật, chứ không phải đi vào việc học hỏi các câu giả thuyết. Họ đặt chính bản thân mình vào vị trí phải tương tác với khách hàng thật, học hỏi về nhu cầu của người mua. Ví dụ như là một dự án kinh doanh có thể đưa ra giá giảm một những ý niệm tiếp thu từ phía khách hàng về sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi chiến thuật giảm giá. Thứ ba là họ cho phép chính bản thân mình bị ngạc nhiên bởi khách hàng hành xử theo những cách không dự tính tới, hỏi đến những thông tin mà Jetbo nhiều khả năng không thể ngờ tới. Ví dụ như nếu khách hàng trả lại giày thì sao. Thứ nhất, ban đầu của Jetbo đã đem đến một kết quả rõ ràng và đâm đến được liệu một lượng khách hàng đủ nhiều tìm mua giày hay không. Nó đạt công ty vào vị trí thế thì phải quan sát, tương tác, học hỏi những khách hàng và cộng sự thực. Sự học hỏi về thức này là yếu tố cần thiết để kiểm nghiệm về lượng. Dù nỗ lực ban đầu rõ ràng là chỉ trong một cái phạm vi nhỏ, nhưng nó không thể làm ngăn cản được việc người ta nhận thấy tầm nhìn khổng lồ của Jetbo. Thực vậy, đến năm 2009 thì Jetbo đã mua được lại bởi cả khổng lồ về thương mại điện tử như là
Amazon với con số công khai là 1,2 tỷ đô. Vậy thì để thay đổi lâu dài, hãy thử nghiệm ngay bây giờ. Caroline là một giám đốc bộ phận cải cách xã hội toàn cầu tại Bắc Ca và một doanh nghiệp đa quốc gia với hơn 300.000 nhân viên và doanh số bán hàng mỗi năm lên tới 100 tỷ đô la. Caroline, người dẫn đầu mảng công việc cộng đồng toàn cầu, là doanh nhân xã hội làm việc để giúp cho HP tận dụng được chính sách công ty và hoạt động tình nguyện. Hướng dẫn của doanh nghiệp khuyến khích mọi nhân viên là dành 4 giờ mỗi tháng trong cái quỹ thời gian làm việc đấy để hoạt động tình nguyện cho cộng đồng. Công việc đó có thể như bất kỳ dạng nào, ví dụ như là sơn hàng rào, xây nhà, thậm chí là dùng kỹ năng chuyên nghiệp hoặc có được công việc cho hoạt động bên ngoài của công ty. Caroline đã ưu tiên khuyến khích cách làm này. Các nhân viên HP rất tài giỏi và có giá trị, nên họ có được tiềm năng để tạo ra được ảnh hưởng tích cực khôn cùng. Một nhà thiết kế có thể giúp tổ chức phi lợi nhuận nào đó tạo ra website mới. Một nhóm kỹ sư có thể mắc mạng lưới Internet trong trường học. Dự án của Caroline chỉ mới bắt đầu thôi và hầu hết nhân viên vẫn không biết về sự tồn tại của chính sách này. Chỉ có một số nhỏ là tận dụng được nó thôi. Hầu hết hoạt động tình nguyện cho tới giờ nó nằm trong phạm vi ảnh hưởng nhỏ, liên quan đến lao động chân tay, thậm chí khi đó là các chuyên gia được huấn luyện ở cấp độ cao, tầm nhìn của Berlin là nhằm chuyển hóa hàng trăm nghìn nhân viên công ty thành một lực lượng lao động công ích thay vì xã hội. Đây là một kiểu phong trào doanh nghiệp được cam kết mỗi ngày tại công ty khắp thế giới. Nó trông không hề giống việc khởi nghiệp đâu, thì xét trên định nghĩa thường thấy hay là điều mà chúng ta xem trong phim ấy. Về bề mặt, nó có vẻ phù hợp với quản trị hay hoạch định truyền thống. Tuy nhiên, tôi hy vọng tân luật này sẽ khiến các bạn bắt đầu nghi ngờ về điều này. Sau đây là cách thức chúng ta có thể phân tích những dự án này trong khuôn khổ khởi nghiệp. Dự án của Caroline đối mặt với bất ổn cực cao, chưa bao giờ có một chuyến chiến dịch tình nguyện quy mô lớn như thế tại HP cả. Bà đã phải tự tin đến cỡ nào để hiểu được những lý do thực sự tại sao mọi người không làm tình nguyện. Quan trọng nhất là bà thực sự hiểu rõ đến đâu về cách thay đổi hành vi cho hàng trăm nghìn con người tại 170 quốc gia. Mục tiêu của Berlin là thúc đẩy các đồng nghiệp biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Nhìn theo cách này thì dự án của bà đầy những phóng đoán, chưa kiểm nghiệm, rất nhiều thứ còn là ảo tưởng. Theo cách làm của quản trị truyền thống thì Berlin đang dành thời gian lên kế hoạch, đệ trình tới nhiều bộ phận từ các giám đốc khác, chuẩn bị một bản đồ lộ trình bước đầu trong 18 tháng đầu tiên của dự án. Bà có một mô hình theo dõi mạnh mẽ với những tiêu chuẩn thước đo ảnh hưởng mà dự án mang lại cho công ty trong vòng 4 năm tới. Như nhiều doanh nhân khác, bà có một dự án kinh doanh ghi chép rõ ràng các dự định. Nhưng bất chấp tất cả, cho tới giờ bà vẫn chỉ tạo ra được cái chiến thắng đơn lẻ không lặp lại, nhưng chưa hề đến gần thêm hơn với việc biết được liệu tầm nhìn của mình có thể phát triển mở rộng hơn được không. Ví dụ, một phỏng đoán là giá trị bền vững của công ty bao gồm cả cam kết phát triển cộng đồng. Những vấn đề kinh tế gần đây dẫn tới các công ty tập trung cho các chiến lược được lợi nhuận ngắn hạn. Có lẽ những nhân viên lâu năm sẽ cảm thấy mong muốn tái khẳng định giá trị của mình, cống hiến cho cộng đồng bằng hoạt động tình nguyện. Phỏng đoán thứ hai là mọi người sẽ cảm thấy thỏa mãn, cân bằng hơn khi dùng những kỹ năng công việc cho lợi ích tình nguyện, tạo ra ảnh hưởng tốt hơn cho danh nghĩa cái tổ chức của mình, trước cái đối tượng mà mình cần giúp đỡ. Đây đó trong kế hoạch của Caroline. Không có nhiều phỏng đoán thực tế, không có nhiều phỏng đoán thực tế khác về sự sẵn lòng dành thời gian và tình nguyện của nhân viên là cách thức tốt nhất để đưa thông điệp của bà tiếp cận họ. Theo cái mô hình khởi nghiệp sẽ đem lại cách thức kiểm nghiệm những giả thuyết thật nghiêm ngặt, tức thời và thấu suốt. Kế hoạch chiến lược sẽ phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Riêng thử nghiệm
có thể bắt đầu ngay trước hết bằng cách từng bước nhỏ. Caroline có thể tránh được cái lượng lãng phí khổng lồ trong quá trình thực hiện mà còn không làm tổn hại đến toàn bộ ý tưởng. Chúng ta có thể chia nhỏ ra, đúng không? Chúng ta có thể chia ý tưởng vĩ đại thành nhiều phần nhỏ. À, giả thuyết giá trị kiểm nghiệm liệu một sản phẩm hay dịch vụ mà nó thực sự đem lại giá trị cho khách hàng một khi họ sử dụng hay không. Đâu là kim chỉ nam khiến cho nhân viên cảm thấy công việc cống hiến thời gian của mình là quý giá. Chúng ta sẽ khảo sát để lấy ý kiến của họ, nhưng như vậy là không chính xác cho lắm. Vừa với mọi người có lòng quyết định được cảm xúc của mình một cách khách quan, thử nghiệm sẽ đem đến một cái phương tiện để đánh giá chính xác hơn. Trong thực tế, chúng ta có thể thấy điều gì đại diện cho giá trị mà người tham gia thu được từ các hoạt động tình nguyện. À, chúng ta có thể tạo ra cơ hội cho một số nhân viên làm tình nguyện và nhìn vào tỷ suất duy trì các hoạt động tình nguyện của nhân viên, bao nhiêu con số họ đăng ký tình nguyện lần tiếp theo. Do vậy, trong trường hợp này, một thử nghiệm đơn giản sẽ chỉ cần đến với số lượng nhỏ nhất là khoảng 3 nhân viên lâu năm đang làm việc và đang đem đến cơ hội tình nguyện độc đáo cho họ. Vì giả thuyết Caroline là nhân viên sẽ thúc đẩy bởi chính mong muốn được sống xứng đáng với những cam kết hoạt động lâu dài tại HP. Thử nghiệm nên nhắm tới các nhân viên cảm thấy lộ trình hàng ngày của mình bị tách biệt khỏi giá trị của công ty muốn thể hiện. Cốt lõi không phải là tìm kiếm khách hàng của mình, mà là tìm kiếm những người nhanh chóng nắm được vấn đề. Vấn đề đây là gì? Là những khách hàng có nhu cầu sâu sắc đối với sản phẩm. Những khách hàng đó sẽ dễ tha thứ hơn cho những lỗi lầm và những đặc biệt hăng hái đưa ra. Phản hồi tiếp theo là chúng ta sử dụng một thủ thuật mà tôi gọi là sản phẩm khả dụng tối thiểu. Tức là Caroline nên đảm bảo rằng số ít người tham dự đầu tiên có được trải nghiệm tốt nhất có thể, hoàn toàn đúng ý tưởng. Không như trong một nhóm trọng tâm, mục tiêu sẽ là xem xét điều khách hàng thực sự làm. Ví dụ, bao nhiêu trong số những người tình nguyện đầu tiên thực sự hoàn thành công việc tình nguyện của mình, bao nhiêu hoàn thành sẽ được bán trong lần thứ hai, bao nhiêu sẵn lòng thuê đồng nghiệp thay vì tham gia hoạt động tình nguyện. Những thử nghiệm như thế hỗ trợ có thể mở rộng cho các phản hồi và học hỏi ở thời kỳ đầu. Ví dụ, nếu mô hình tăng trưởng đòi hỏi một tỷ lệ nhất định người tham dự chia sẻ trải nghiệm của mình với đồng nghiệp và khuyến khích họ tham gia, thì mức độ thu hút có thể được thử nghiệm thậm chí chỉ với một số rất ít người. Nếu 10 người hoặc tất cái thử nghiệm lần đầu tiên, thì chúng ta mong đợi bao nhiêu người tình nguyện thêm lần nữa. Nếu họ được yêu cầu thuê đồng nghiệp, chúng ta mong đợi bao nhiêu người đồng ý. Hãy nhớ đây là những người thích nghi nhanh, có được nhiều lợi ích nhất từ chương trình. Từ nhiều góc độ thì nếu cả 10 người đều từ chối tham gia tình nguyện lần tiếp theo thì sao? Đó là kết quả cực kỳ tiêu cực. Nếu cái số liệu từ thử nghiệm ban đầu không còn hứa hẹn nữa, thì rõ ràng đó là một cái vấn đề với chính lược. Nhưng không có nghĩa là chúng ta nên bỏ cuộc, mà trái lại, điều này có nghĩa là đã đến lúc cần phải có những phản hồi tức thời về chất lượng và cách cải thiện chương trình. Đây là ưu thế mà kiểu thử nghiệm này vượt hơn so với kiểu nghiên cứu thị trường truyền thống. Chúng ta không phải là triệu tập làm cuộc khảo sát hay là tìm những người mới để phỏng vấn. Chúng ta có sẵn nhiều người để trò chuyện cũng như kiến thức về hành vi thực của họ, vì họ chính là những người tham gia. Và phần này mình nói tới đây là kết thúc.